Tami San xin kính chào tất cả các anh chị ạ. Hôm nay là 25 tháng 9, em tiếp tục lên chia sẻ một số mật bông hoa cắt đẹp có tại vườn nhà em anh chị nhé. Anh chị cùng theo dõi ạ. Và như thường lệ thì em cũng sẽ gắn hoa bên trái màn hình và đánh theo mã. Anh chị mà ưng mã nào thì anh chị có thể gọi điện đặt hàng với em Linh San qua số điện thoại 0984282911 anh chị nhé. Em ở Bắc Giang ạ. Thì đầu tiên em sẽ mời anh chị ngắm một trong những cái mặt bông sổ của dòng Leo Diamond. Một trong những cái chi cát của Nam Mỹ nó rất là đẹp này, họng ống siêu phê luôn anh chị nhá. Cái bông này á, hoa nó rất là bự đấy ạ. Tặng hoa quanh năm anh chị nhá. Dòng này thì cực kỳ là siêng bông. Đó, em mời anh chị cùng ngắm nha. Đấy, khuôn hoa rất là đẹp luôn. Đấy, em cái này thì em để một bông thôi, hoa siêu bự. Đây. Anh chị này. Đấy, mình về mà cái chậu to mình có thể tách nó ra nha anh chị nhá. Tách nó ra thì cây nó rất là cao, lớn rất là nhanh luôn. Đấy, hai cái mặt bông này. Em để một bông thì bông hoa nó to, thơm đậm và thơm xa luôn anh chị nhá. Đây là em đang giới thiệu anh chị, đây là nó là màu blue nha anh chị nhá. Đấy, tặng hoa quanh năm, siêu hoa bền bông, khá là bền bông và đẹp anh chị nhá. Dòng này nó cũng hiếm, nó không có nhiều và cũng không đại trà đâu. Và cái size cây em chia đây là cây trưởng thành rồi anh chị nhá. Đấy anh chị, một cái chậu em chia như thế này nó rất là nhiều thân. Anh chị về anh chị có thể tách nó ra cũng được nhá. Tách nó ra thì cái cây này này. Đấy, những cái chậu mà em tách nó ra nó rất là siêu hoa này. Đấy, cái này nó chỉ có tầm khoảng 3 đến 5 lá thôi. Đó. Đây. Chậu em chia như thế này, anh chị lên cho em mã này là mã L86 với giá là 200.000 một chậu anh chị nhá. Giá báo đây là chưa bao gồm phí vận chuyển. Anh chị lấy từ 3 chậu là em Linh San bao ship anh chị nhá. Đấy. Và cái cây này em thuần vườn rất là lâu rồi, cây rất là khỏe, rễ xanh anh chị này. À nhá, sang chậu cây khỏe nên là ra rễ rất là nhanh. Đó. Rồi, tiếp theo anh chị này. Em qua một mặt bông nữa. Đó là cái cây Python Delight. Cái cây này nở rất là xinh anh chị này, cái họng. Đó. Đây em quay cam sau cho anh chị nhà mình cùng xem nhá. Python Delight, một trong những cái mặt bông hoa rất là mới và rất là đẹp nha anh chị. Đấy, màu vàng rất là đậm luôn, khuôn hoa rất là to, họng rất là đẹp. Đó. Đấy. Khuôn hoa rất là đẹp nha. Rất là cân đối luôn. Cái size cây của Python Delight em chia sẻ như thế này anh chị này. Đấy, anh chị lên cho em đây là mã L64, một trong những cái mặt bông hoa mới tinh tang trên thị trường anh chị nhá. Em sẽ qua ba cái mã đó là 61 này, 63, 64, ba cái mã rất là mới luôn anh chị nhá. Nó chưa có đại trà trên thị trường đâu ạ và bây giờ nó mới ra mắt được vài tháng này anh chị nhá. Đấy, L64. Đó, cái cây này thì rất là siêng bông và em chia sẻ cái cây này là cây già năm rồi, nhiều cây đã ra bông rồi và tàn bông như thế này anh chị này. Đấy, cây này dễ bông cực kỳ luôn và anh chị chăm lực thì thân nó rất là mập và lá nó rất là dày anh chị nhá. Cánh hoa cũng khá là dày luôn anh chị ạ. Hoa dày và cái họng của nó rất là đẹp đấy ạ. Đấy nhá, lên cho em mã L64 với giá là 120.000. Đến em qua một mặt bông nữa, đó là cam đen anh chị nhá. Cam đen, em gắn hoa bên trái màn hình đấy ạ. Cái bông này thì hoa cũng khá là bự nha anh chị nhá. Và cái size cây nó chỉ như thế này thôi. Và là cây già năm rồi đấy anh chị. Đó, thân này nó thân lùn nhá. Đó, lên cho em L61 với giá là 120.000 luôn anh chị. Em qua một mặt bông nữa, đó là 63. Đấy, L63, cái size cây em chia như này. Và cái cây như thế này này, nó già năm rồi nhá anh chị nhá. Đây này, đấy, dễ bông cực kỳ luôn. Cái này nó là một trong những cái tông hoa vàng lưỡi đỏ, cánh hoa cực kỳ là dày và hai cái cánh xếp chồng lên nhau anh chị nhá. Lưỡi đỏ rất là tươi luôn, hai con mắt cũng rất là đẹp, khuôn hoa đẹp nhá anh chị nhá. Rồi, L63 anh chị cũng lên cho em với giá là 120.000. 61 này, 63, 64 là những cái mặt bông hoa rất là mới anh chị nhá. Nên là em chia sẻ đồng giá là 120.000 một chậu và em còn một ít nữa thôi, mỗi loại còn vài chậu nữa nhá. Và em đứng xa em cũng thấy là hoa nó thơm đậm luôn anh chị ạ. Thơm đậm, thơm xa luôn. Em sẽ qua một mặt bông hoa màu hồng, cánh vân nhá anh chị nhá. Cây này rất là đẹp luôn. Anh chị mà chăm lực cái lá của cái dòng này nó to lắm, to như bàn tay luôn anh chị nhá. Đây này. Cái size cây em chia như thế này, hôm trước em đã chia sẻ rồi đấy ạ. Hôm nay em còn vài chậu nữa anh chị nhá. À, anh chị đặt cho em mã này là mã L62. Cây đây là bắt đầu bước vào tuổi trưởng thành rồi anh chị nhá. Đấy, đây, size cây em chia như thế này. Anh chị lên cho L62 là 100.000 luôn này. Một trong những cái dòng sổ đài xưa nha anh chị nhá. Là cái cây đại cao hùng đấy anh chị ạ. Cái dòng này thì gen nó khỏe lắm. Hoa siêu bự, thân lá cũng rất là khỏe luôn. Đây, anh chị chăm lực đi, cái lá nó siêu dài luôn anh chị nhá. Đây, đi rất là nhiều hướng. Đây, cây đại cao hùng size cây em chia như này. Anh chị lên cho em với giá là 100.000 L43 nhá. Tiếp theo em qua một tông màu đỏ, đó là đỏ ngọc trai anh chị nhá. Em còn chậu đỏ ngọc trai này. Anh chị nào mà lấy nốt này là 101 luôn anh chị nhá. Anh chị này, lên một mặt bông nữa. Khi mà mới nở ra nó màu ngà vàng anh chị nhá. Sau đó tầm khoảng 3 đến 5 ngày nó sẽ bay màu trắng.
Đấy, cái bông hoa này thì siêu bự cho em. Tại sao gọi là đại bạch ngọc và đại là to anh chị nhá. Đây, cái size cây em chia như thế này, còn lá nó rất là dày. Anh chị lên cho em này. Mã số 25 nhá anh chị nhá. Hôm nay chia sẻ cho anh chị với giá là 100.000 luôn anh chị này. Cây này rất là bự và rất là đẹp nhá anh chị nhá. Dễ hoa lắm. Riêng cái dòng này dễ hoa mà còn thơm nữa anh chị ạ. Rồi tiếp theo anh chị này, lên cho em một mặt bông hoa vàng với đỏ anh chị nhá. Cái cây này thì em thuần vườn ra dễ này. Dễ rất là đẹp nhá. Dễ xanh đang bắn ra và mầm đang mọc lên anh chị nhá. Thông Sufan Gono 5 hoa vàng lưỡi đỏ. Cái dòng này thì anh chị nào mà thích chơi siêu bông đấy, hoa đẹp, khuôn hoa tròn đấy, thơm đậm thì anh chị chơi sang dòng này nhá. Đấy, em gắn hoa bên trái đấy. Đây, nở hoa rất là nhiều lần rồi anh chị này. Đấy, cây này em chia là cây già năm và cây thuần vườn nhá. Rồi, lên cho em mã này là mã L7 với giá chỉ có 100.000 thôi. Đấy, nó tầm khoảng độ 5-7 lá nha chị nhá. Tiếp theo anh chị ơi, em còn mấy em Hồng Lady nữa anh chị nhá. Đây, size cây em chia như thế này. Có thể là có những chậu mà nó thưa thân hơn, những cái thân thưa thân ý, thì là cái thân nó lại cao to nhá chị nhá. Đây, chậu em chia như này em còn vài chậu nữa thôi. Anh chị nào mà chưa có giống thì anh chị sưu tầm nhá. Em này thì thơm lắm, bông hoa chùm. Trông nó rất là đẹp nhá anh chị nhá. Đó, Hồng. Lên cho em mã này là mã L15 đi anh chị nhá. L15 với giá chỉ có 90.000 thôi. Còn mấy chậu nữa thôi anh chị ạ. Cây em thuần vườn cực kỳ là khỏe luôn. Rồi, em qua một mặt bông hoa nữa. Đó là cái cây Bixlip nha chị nhá. Cái này thì lưỡi màu tím, cánh trắng. Dòng này thì hoa bự lắm anh chị nhá. Đây, cái cây này thấy đang lên lá mèo nhưng mà không biết là có đậu không nhá. Đây, size cây em chia như thế này. Chậu to chà bá luôn và cây rất là già năm anh chị nhá. Lên cho em mã này là mã L76 với giá chỉ có 130.000 thôi anh chị nhá. Đấy, dễ xanh nó bắn ra khỏe chưa? Cây đẹp. Và em qua một tông màu nữa, đó là cây cây trắng tuyền. Đấy, hay còn gọi là cây trắng bạch tuyết nha chị nhá. Cây trắng bạch tuyết, đây anh chị thấy không? Đó, đang ra rễ xanh rất là đẹp luôn. Và cái cây này thuần vườn rất là khỏe nha chị nhá. Về cắt hết rễ đi sang chậu cho em nhá. Rễ nào xanh thì anh chị để, còn rễ nào mà khô mà hư ấy, thì anh chị cắt đi nhá. Đấy, đặt đỉnh mặt chậu là cái cây nó khỏe. Rễ nó ra rất là nhanh, bám ra thẻ cực kỳ là nhanh luôn. Đấy, lên cho em mã này là mã L4 với giá chỉ có 100.000 thôi anh chị nhá. Dòng này anh chị nuôi lực cái lá rất là to đấy. Cây này hoa cũng to luôn anh chị nhá. Bên này thì rất là nhiều anh chị hỏi em cái cam kawaii này, đỏ cam kawaii nhá chị nhá. Cây này thì rất là cao to và cây rất là khỏe luôn anh chị nhá. Đây, rễ đang bắn ra xanh rất là nhiều luôn. Anh chị lên cho em mã này là mã L30, hoa cũng bự luôn anh chị nhá. L30 với giá chỉ có 110.000 thôi. Em còn mấy chậu nữa nhá. Tiếp đến anh chị ơi, em lên một tông màu hồng hoa chùm. Nói là hoa mini nhưng mà cái bông này cũng khá là to đấy. Cái cây Khánh Minh Cát nha chị nhá. Khánh Minh Cát khác với Khánh Minh Beauty nha chị nhá. Đấy, đây cái cây em chia như thế này. Size cây em chia như thế này và ở dưới gốc đang lên mầm tím lịm luôn. Rất là đẹp nha chị nhá. Cây đang bắn dễ khỏe lắm. Đây, size cây em chia như thế này. Anh chị lên cho em với giá chỉ có 100.000 một chậu thôi. Em có 3 hay 4 chậu nữa thôi nhá. Anh chị đặt cho em mã này là mã A9 đi chị nhá. A9. Cây rất là nhiều thân luôn và già năm lắm rồi. Mình nuôi bao giờ được chậu to như thế này đúng không chị? Mất rất là nhiều thời gian đấy ạ. Rồi, anh chị nào mà muốn sưu tầm mật bông hoa nào thì anh chị có thể kết bạn Zalo hoặc gọi trực tiếp cho Linh San qua số điện thoại 0984 282 911 anh chị nhá. Ôi đứng xa nhưng mà cái bông này nó vẫn thơm quá anh chị ạ. Đấy, em mời anh chị ngắm lại nhá. Đấy, siêu bự nhá anh chị nhá. Em quay nó ngược sáng nên là cái bông nhìn nó hơi mờ anh chị ạ. Đấy, sau em sẽ gắn ở bên trái màn hình đấy anh chị. Rồi, em xin kết thúc video tại đây anh chị nhé. Em xin cảm ơn anh chị ạ.